Rồi, xin chào các bạn ha. Hôm nay mình sẽ giới thiệu các bạn về cái hoa cà phê ha, một vẻ đẹp rất là tuyệt vời của hoa cà phê. Chắc một số các bạn ở thành phố sẽ không biết ha. Đây. Mùa hoa cà phê trổ thì thường vào khoảng tháng 11, tháng 12 của vùng miền Đông và khoảng tháng 1 đến tháng 2 của vùng Tây Nguyên ha. Và hoa cà phê khi trổ là như thế này, nó dọc theo một cái cành ha. Không thấy ha. Dọc theo cành đó, có rất là chùm bông. Những chùm bông như thế này là cho ra số lượng trái rất là nhiều. Là sẽ là một chùm trái đây, và khi có cà phê trái thì sẽ cho một cái mùi thơm rất là nồng nàn, rất là thơm, và hoa cà phê có màu trắng như thế này nó rất là đẹp. Nên bạn thấy là đây là một vườn hoa cà phê đang, một vườn cà phê đang vào mùa trổ hoa. Đây, đây là vườn cái bên trên mình. Đây bạn thấy ha, đây rất là đẹp, đây và thu hút rất là nhiều con ong tới đây, rất là ấn tượng. Đây, khi mà các bạn trong khi mà cà phê họ đủ đồ đầy đủ nước thì sẽ trổ rất là đồng loạt và đều như thế này. Bạn thấy ở đây là một vườn cà phê chăm sóc rất là tốt đó, và trổ hoa gần như đồng loạt. Đây thì đây là vùng miền Đông và họ trồng cà phê xen với tiêu ha. Đây bạn thấy và nhìn được, đây rất là đẹp ha. Mình sẽ cho bạn xem về cái cận cảnh của cái hoa cà phê như thế nào ha. Đây đây ha, từng chùm một đấy ha. Đó, rồi mỗi cành nó sẽ có từng khoảng 8 đến 10 chùm như thế này, và khi anh đậu thì anh sẽ cho từ 8 đến 10 chùm cà phê ha. Và từ những cái hàng cà phê đây, đây. Và đến khoảng tháng sau thời gian trổ này thì đến tháng tháng 2 đến tháng 3 thì sẽ đậu trái và trái nhỏ ha, trái khoảng 2 đến 3 cỡ đầu đũa thôi. Và sau thời gian này thì trái sẽ phát triển ha, thì sẽ mất khoảng 7 đến 8 tháng để trái cà phê hình thành. Còn một cái mùa cà phê từ lúc trổ hoa đến lúc thu hoạch là vào khoảng 9 đến 10 tháng tùy theo vùng ha, và như vậy là gần như là một năm ha. Và thu hoạch đó mình thấy là rất là đẹp ha, đây rất là đẹp tuyệt vời các bạn ha. Đây bạn nhìn thấy cây cà phê đâu, cà phê đang làm sao cho trái rất là đẹp tuyệt vời, đang to. Thế đây là cây cà phê thường, cà phê trồng khoảng tới năm thứ thứ ba sẽ có bông như thế này ha. Năm thứ hai đã có rồi ha, rất là khỏe đẹp. Đấy. Rồi thì đó là các bạn thấy được cái hoa cà phê đẹp như thế nào ha, rất là tuyệt vời, mùi rất là thơm. Đó. Thì một số vùng các bạn ở miền Tây thì rất là, ở Tây Nguyên thì rất là quen rồi. Nhờ các bạn thành phố Hồ Chí Minh hay là ở miền Tây thì sẽ chưa hề biết cái này đâu ha. Rồi xin chào các bạn.